Xin chào các bác, em là Hà Thương bên đồng Mỹ Nghệ Đông Sơn đây ạ. Ngày hôm nay em đang lên cho các bác là một chiếc đèn tam đăng. Đấy, nhà em có hai loại đèn, đó là đèn tam đăng và đèn ngũ đăng nha các bác. Và đây là đèn tam đăng có màu gôn nâu dạ cổ đấy ạ. Đang có cái chiều cao là 25cm và cái chiều ngang đang là 30cm nha các bác. Đèn này mình để ở trên bàn gia tiên của nhà mình và mình thắp lên cho mình là ba cái đèn dầu này nha. Rất là đẹp ạ. Các bác xem. Đấy, bác nào đang quan tâm đến đèn dầu và cũng như là đang quan tâm đến cái đèn tam đăng này có thể liên hệ với em qua số điện thoại hotline là 0911 740 569, hoặc để lại cái số điện thoại của các bác dưới phần bình luận cho em để em có thể là kết bạn Zalo và cũng như là gọi điện trực tiếp cho các bác để tư vấn cho các bác về đèn dầu cũng như là đèn tam đăng nha các bác. Em cảm ơn các bác đã cùng em theo dõi cái video này ạ.